trình chúng ta lắp lên thôi. Mắc cái gì mà phải nối dây để làm gì? Bạn nào biết? Có bạn nào biết là vì sao mà chúng ta phải nối dây dẫn điện không? Lớp 9A3 này thì nhìn tới nhìn lui toàn là học sinh nữ, mấy bạn nữ học không mà mấy bạn nam nó mất tiêu hết trơn ta. Lý tính đâu cho thầy biết coi. Lý tính. Dạ đây Cho thầy biết coi vì sao khi nào là chúng ta mới nối dây dẫn điện em. dạ chắc dạ dạ thì mẹ em đưa về rồi mẹ em lên lại. Trời ơi. Ừ. Cực ha. Rồi. Rồi các em khác có hỏi thêm gì không? Không hỏi gì thì chúng ta nghỉ ha, để tuần sau thầy sẽ hướng dẫn tiếp cái phần còn lại để mình tới 3 tiết lận. Đáng lẽ hai tiết sau mình đi thực hành á, mà giờ mình đâu có thực hành được đâu. Mà bây giờ muốn kêu mấy em ở nhà mấy em làm cũng không được nữa. Thầy định ra một cái bài tập là kêu ở nhà các em nối dây rồi sau đó quay lại cho thầy, nạp cho thầy để lấy điểm, mà bây giờ ở nhà mấy em có dây điện đâu mà nối. Đúng không? Rồi mấy em cũng đâu có tua vít, cũng đâu có kìm kéo gì đâu mà cắt. Có kìm không? Ở nhà mấy em có kìm không? Alo, lớp lớp nếu lớp thấy cái khả năng mà làm được gì làm lấy điểm. Lớp sao chịu không?